Chào bà sáng mọi người. Hôm nay bà sáng con mới ăn sáng xong rồi bây giờ con đang chơi đàn. Con đang chơi bài gì đó? Dạ, row 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 the boat. Bây giờ con chơi cho mọi người xem thử nha. Ok, và con hát nữa. Ok. Không sao, lại hai bạn. Hay quá. Không biết bao giờ Donut mới được quay lại lớp học đàn nữa, tại vì tình hình dịch vẫn còn đang căng lắm mọi người. Tuy là đã mở cửa hết rồi nhưng mà mọi thứ cũng không thể quay trở lại bình thường, tại vì vẫn còn dịch mà mở cửa ra xong là nhiều người đi party rồi này kia, dịch lại càng tăng cao hơn. Rồi có một số người thì không có chịu đeo khẩu trang nữa, người ta biểu tình vì bắt người ta đeo khẩu trang. Nói chung là tình hình rất là phức tạp. Donut chỉ có thể ở nhà rồi tự học đàn như thế này thôi. Rồi lớp học bơi cũng vậy, cũng mở ra rồi nhưng mà cho Donut đi học bơi trong thời điểm này thì mình cũng lo quá. Nên là mình đợi từ từ hết dịch rồi Donut mới quay lại các lớp học được. Sáng nay Donut ăn sáng gì rồi? Dạ, con ăn cereal. Bây giờ con uống nước trái cây không? Mẹ làm nước trái cây cho con nha. Dạ, Ok. Hôm nay thì mình sẽ làm nước ép gồm có dưa leo nè, cần tây với lại táo xanh. Mình có thêm một lát gừng nữa để mình cho vào sau cuối. Công thức này thì mình rất là hay sử dụng, hầu như là lúc nào nghĩ tới green juice thì mình cũng đều dùng những cái nguyên liệu như vậy hết á. Bây giờ thì mình sẽ khởi động máy lên. Xong rồi mình cho từ từ các loại trái cây rau củ vào. Táo này thì mình rửa sạch nè, mình để nguyên vỏ, chỉ bỏ hột thôi. Cắt thành từng miếng nhỏ. Tùy theo cái máy ép các bạn sử dụng mà các bạn cắt kích thước cũng hơi khác nhau. Như cái máy này thì cái lỗ của nó không có bự lắm, nên là mình cũng phải cắt một miếng táo ra làm đôi mình mới bỏ vô được. Dòng máy Hero này á, thì mình thấy là nó mới ra đời mới nhất, nhìn đã lắm các bạn ơi. Cái lỗ của nó bự xong rồi bỏ nguyên trái vô ép luôn cũng được nữa. Nhưng mà cái máy này thì mình cũng mới mua thôi. Nói mới mua nhưng mà hình như cũng gần hơn cả năm rồi. Vẫn xài tốt nên là chưa có thể nào mua được máy mới hết. Mấy cái máy xay sinh tố á, cũng xài lâu là lâu nên là nó cứ ra đời mới hoài, mình cũng đâu có thể đổi được. Tại vì cái máy cũ mình đang xài nó vẫn chạy tốt như thế này. Đó. Dưa leo thì mình để nguyên bỏ ra làm 4, làm 8 gì đó. Miễn sao là cho nó vừa với cái lỗ là được. Như thế này. Cần cần tây thì mình mua một lần nhiều, một lần mấy bó luôn. Xong rồi ba donut rửa sạch nè, mình chẻ đôi ra mình bỏ vào trong một cái hộp như thế này. Bỏ vào tủ lạnh bảo quản cũng được lâu lắm. Đang mùa dịch này nếu mà muốn duy trì cái uống cần tây mỗi ngày á, thì làm như vậy mình có thể uống được cả tuần luôn. À, khi nào ép thì lấy ra ép thôi, còn không thì cứ để nó trong hộp như vậy sạch sẽ. Xong rồi nè mọi người. Nhiều khi mình chẳng muốn ăn gì thì mình chỉ cần làm một ly nước trái cây vậy thôi, xong rồi mình uống là qua bữa. Mà từ hồi bùng dịch xong rồi phải ở nhà cách ly á, mình không có duy trì được thói quen uống nước trái cây như trước nữa, nên là phải ăn thêm nhiều rau xanh.
nhưng mà nói chung là cũng không có bằng hồi trước. Hồi trước là mình hay đi chợ tuần mấy lần xong rồi mua trái cây và rau củ về chỉ để ép thôi. Mình thích mấy cái bình đựng nước trái cây của Hiram này nè, nhưng mà mắc quá, mình có mỗi một cái thôi. Tại vì nhà chị bạn của mình á, thích máy ép trái cây nên mua máy ép trái cây rồi cho mình cái code. Mình nhập cái code đó vô nên mình được gửi free một cái bình đựng nước trái cây này. Mà nó giữ nước trái cây lâu lắm các bạn. Tại vì cái nắp của nó giống như là hút chân không á, nó đẩy không khí ra, nó giữ cho nước trái cây được lâu hơn. Đó, như thế này nè. Ly này là cho donut đây. Nát ơi, mẹ làm nước trái cây xong rồi nè. Cảm ơn mẹ. Uống từ từ thôi. Còn ly này cho 3 donut. Rồi, còn lại trong bình là cuối này hả? Con cho 3 nha. Ok. Uống từ từ thôi cả. Nó có thích nước trái cây không? Dạ thích. Thích nước này hay là thích nước vào trong hộp? Nước này. Thiệt không quá? Thích cái này. Ok, mình tin con nghe. Như đã hứa với mọi người thì hôm nay mình sẽ bày ra làm bánh hot dog kiểu Việt Nam. Mình chỉ có phô mai con bò cười thôi, không có xúc xích đâu nha. Bây giờ thì mình phải đánh cái hỗn hợp bột trước cái đã. Còn máy thì mình để qua bên đây, khi nào mà chuẩn bị xong cái hỗn hợp bột rồi á, mình mới bắt đầu gắm điện vô rồi mình đổ bánh. Tại vì cái máy này gắm vô là nó nóng lên liền, nên là khi nào làm mình mới bắt đầu cắm điện. Giờ mình sẽ đập 4 quả trứng vào trong cái tô đánh trứng trước. Trứng này thì mình để ngoài nhiệt độ phòng để khi đánh cho nó dễ bong. Tiếp theo thì mình sẽ cho một nhúm muối nhỏ. Rồi, sau khi cho muối mình sẽ khởi động máy lên. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị 1.5 cốc đường và mình cho từ từ vào trong cái hỗn hợp trứng. Vừa cho vừa đánh đều lên nha. Cho đến khi hết đường luôn rồi đánh tiếp cho nó bong lên. Mình sẽ tăng tốc lên một chút. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê vanilla. Mình sẽ đánh khoảng 10 phút để cho trứng nó bong mịn lên thành một hỗn hợp màu vàng nhạt như thế này. Nếu như mà đánh bằng tay thì có thể là sẽ lâu hơn nha mọi người. Phô mai thì mình lột ra xong rồi mình cắt ra thành từng cục vừa ăn. Tùy vào các bạn thích ăn cục to hay nhỏ mà cắt nha, miễn sao là bỏ vừa trong cái khuôn là được. Đó. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị 1 cốc bột mì và 1 muỗng cà phê bột nở baking powder. Mình cho hết vào một cái rây để mình rây. Đó. Ngoài ra thì mình còn chuẩn bị 100g bơ đun chảy nữa. Bơ này thì mình đun chảy xong rồi cứ để cho nó ở nhiệt độ phòng thôi. Mình nghĩ là cái hỗn hợp trứng này đã đạt rồi nè. Nó đánh ồn quá, không biết mà mọi người có nghe mình nói gì không. Cái hỗn hợp trứng này đã đạt rồi. Còn bên này thì mình chuẩn bị 100g bơ đun chảy để ở nhiệt độ phòng. Còn bên này thì là 1 cốc bột mì cùng với lại 1 muỗng cà phê baking powder bột nở. Đây là hỗn hợp trứng mình đã đánh đạt. Để kiểm tra coi nó đã đạt chưa thì mọi người khuấy một vòng xong rồi rút lên. Nếu như mà trứng nó chảy thành cái sợi ri băng như thế này là được rồi nè. Đó, đánh tầm 10 phút, còn nếu mà đánh tay á, thì chắc là đánh phải 15 phút nó mới được như thế này. Rồi, tiếp theo mình sẽ rây bột mì vào. Bột mì thì mình chia thành 3 phần xong rồi mình rây từ từ từng phần một vào thôi. Sau mỗi lần rây bột vô thì mình sẽ để máy đánh chậm thật chậm để cho nó trộn đều thay vì là phâu. Đây là cách giữ cho cái bọt khí nó còn nguyên mà mình cũng đỡ phải trộn bằng tay. Chính xác hơn là cách cho người lười. Nhưng mà cũng phải cẩn thận nha mọi người. Do máy nó đánh mạnh quá nó bể hết bọt khí là công tòi.
nhẹ thôi. Mình để nấc nhẹ nhất luôn nè, đánh vài vòng thôi. Rồi, đây bột tiếp. Trong khi trộn bột đó thì mình cho từ từ bơ vào để mình trộn bèo với bơ luôn. Lúc này thì mình có thể cắm điện được rồi đây. Sau khi cắm điện thì cái máy này nó sẽ bật đèn lên. Mình sẽ mở máy lên, mình bôi bơ hết các mặt. Mọi người nhớ bôi bơ cái mặt trên này nữa nha. Đó. Đợi cho nó nóng xíu rồi mình bắt đầu đổ bột vào. Mình có thể cảm nhận được nó đã nóng chưa bằng cái tay. Trong lúc đợi cho máy nó nóng thì mình gập lại để cho nó nóng cả hai mặt luôn. Mình nghĩ là máy nó đã đủ nóng rồi đây, mình sẽ đổ mẻ đầu tiên. Đổ bột vô trước, xong rồi mình sẽ cho tiếp phô mai. Nhớ trừ chỗ cho nó nở nữa nha. Phô mai thì mình cho vào giữa như thế này để tay nó kẹp lại. Rồi, nếu mà thấy cái nào thiếu bột đó, thì cứ đổ thêm vô nha. Cái này thì lại hơi nhiều, nó bị tràn ra nhưng mà không sao. Bây giờ mình sẽ gập máy lại, hy vọng là không có bị tràn tùm lum. Lúc mà mình đổ bánh vô, mình đậy lại thì đèn nó chuyển sang màu đỏ. Sau khi mà bánh chín thì nó chuyển sang màu xanh như thế này. Thì mình mở ra coi thử nha. Ta-da! Hấp dẫn không nè. Nếu như mà các bạn muốn màu nó nâu hơn á, thì đậy lại để thêm 1-2 phút nữa. Còn không á, thì lấy ra ăn được rồi đó. Để lấy ra cho khỏi nóng thì mình dùng một cái đũa. Rồi cho mọi người coi mặt sau nè, nó nâu rồi rất là ngon. Mình lấy ra hết một lần 4 cái luôn, để cái dĩa bên cạnh. Ăn còn nóng á, thì phô mai nó chảy ra bên trong rất là ngon. Rồi, ụp lại cho mọi người coi nha. Tha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp mẻ tiếp theo. Cái này trong công thức nó có nhiều bơ rồi, nên là mình không có cần phải bôi bơ thêm. Mẻ này cẩn thận hơn chút để nó khỏi tràn. Thì mình sẽ bỏ phô mai vô giữa. Phô mai con bọt cười. Thường thì mình thấy bột nó láng đều hai cái bánh ở giữa, còn hai cái bánh hai bên mình không có dám đổ nhiều tại vì mình sợ nó tràn. Giờ mình đậy lại nha. Mẻ thứ hai. Bánh này thì ở ngoài viền nó khá là giòn nhưng mà bên trong thì rất là ẩm ngon. Mình sẽ ăn thử một cái cho mọi người xem. Ngon không ta? Ngon. Ăn từ từ thôi, ăn một họng sao mà nói chuyện được. Nha, từ từ thôi nè. Ăn sắp hết một cái rồi. Một cái với donut có tí lý à. Thật ra là donut không có thích phô mai con bọt cười lắm đâu. Nhưng mà mình cứ cho donut ăn để luyện cho donut đến khi thích thì thôi. Tại vì các bạn biết sao không? Hồi đó thấy sầu riêng là bà chạy làng, bà đâu có thích sầu riêng đâu. Xong rồi mình cứ cho ăn. Mỗi lần mình với lại ba donut ăn là cứ cho bà ăn. Đến bây giờ bà ghiền sầu riêng luôn. Đó là cách mình huấn luyện cho donut ăn những thứ mà lúc đầu không thích. Nếu như mà con lúc đầu không có thích cái món đó rồi các bạn không bao giờ cho ăn tiếp á, thì sẽ ghét mãi mãi, ghét vĩnh hằng luôn. Còn nếu như mà cứ kiên nhẫn cho ăn tiếp thì thế nào cũng thích. Kiểu thành thói quen luôn á. Bây giờ bà con đang tập để thích phô mai con bật cười. Thấy mẹ hằng nuôi con kiểu Hitler không? Ôi cha cha, quên. Mở này bà coi thử. Chính chưa chắc. Xém nữa là nó cháy. Ngon lắm mọi người. Ê chang mà vậy, bánh hot dog ở Việt Nam vậy á, mỗi lần đi hội chợ hay ăn á. Đây là mẹ cuối cùng. Mẹ cuối cùng đã xong. Đây,
Mình để ý là mấy cái bánh cuối thường đẹp hơn những cái bánh đầu. Giống như khi mà mọi người đổ bánh pancake á, mấy cái đầu xấu quắc à, tới mấy cái cuối nhìn nó được được hơn thì sắp hết bột rồi. Giống như nè, này là mẹ cuối cùng nè. Không biết là mình có vét được thêm một cái, hai cái gì nữa không, nhưng mà mình nghĩ ra cái này cuối cùng rồi. Mọi người thấy công thức làm bánh hot dog này nhanh không? Thế như có xúc xích á, thì bỏ xúc xích vô nữa. Vừa có nhân xúc xích, vừa có nhân phô mai. À, mình thấy có nhiều người còn bỏ trứng muối, trà bông nữa, chắc cũng ngon lắm á. Lúc nãy mình vét bột thì mình làm được thêm một cái rưỡi nữa nè. Có cái em bé dễ thương không? Size mini, với lại một cái full size luôn. À, tha hồ mà ăn. Chỉ trong nháy mắt thôi là có cả đĩa bánh rồi, bao sao mà không mập. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây nha. Hẹn mọi người vào những video sau.